Hello, xin chào tất cả các bạn nha, và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Si Chung Gaming đây, và hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái tập tiếp theo của cái series game ARK nha các bạn ơi. Ở tập trước thì mình có chế cái máy áp trứng này, nhưng mà mình không có biết cách xài cái đó. Nhưng mà hình như là do mình chơi cái map Olympus này á, nó là một cái map mod, thành ra là nó không có xài được cái chức năng mà để ấp trứng, bỏ mấy con thú này vô nè để cho nó ấp trứng ra được. Mình đã thử rồi, với lại mình có coi mấy clip trên mạng á, người ta toàn chơi mấy cái map mà official không à, còn đây là map mod thành ra nó không có các bạn ơi. Nè, bình thường là những cái này mà các bạn chơi ở mấy map khác á, nó có mấy cái chế độ nè, cái map này là map sa mạc, map này là map operation ở dưới lòng đất nè, rồi Island là cái map bình thường thôi. Nhưng mà map này chịu rồi các bạn ơi, mình không xài được chức năng đó, thành ra là cái farm trứng nhiều cho mấy con này là đợi thôi các bạn ơi, chứ không thể nào mà bỏ thú ở đây cho nó đẻ trứng nhanh được. Chờ thôi. Nó đẻ sơ sơ ở đây chắc cũng được rồi. Đủ đủ để xài, không nhiều quá cũng cũng không ít quá. Còn một cái ổ bên đây nữa, cái ổ bên đây đựng là trứng tôi xích với lại trứng đô đô bên đây nè. Mình có anh farm mình chuyển về khu nhà mình hết trơn rồi, biết ở đây được nhiều không trời. Để hồi nữa mình lấy làm kiếp bồ nữa cũng được khá khá nè, 30 trứng nè. Vẫn là thiếu trứng alpha nhiều. Để xem mình làm được mấy cái kiếp bồ rồi ta, gom hết mình chế thử đi. Hình như là bỏ thú vô trong đấy nó không có giúp các bạn. Ủa? Hình như là được các bạn ơi, bỏ thú vô đây nó giúp đẻ trứng ở trong đây nhanh hơn nè. Ý, hay là các bạn kêu con cái nó mới đẻ nhanh đúng không? Vậy để mình chuyển đổi giới tính cho bọn này sang cái hết đi nha. Đâu rồi? Cái còn mấy lọ đây nè. Đấy, mình cho tụi nó vô kia hết luôn để cho nó trong cái chỗ này, mà trong mấy chỗ nó đẻ được nè. Mình tưởng trong đây không đẻ được chứ, cái này nó ấp trứng sẵn cho mình luôn, mình chỉ cần ném ra đất là nó tự động lớn à, khá là tiện lợi luôn đó. Mình bỏ mấy con vô đây nè, chỉ cần chờ thôi, tí đang lại có 3 trứng, hồi nữa chắc cái trứng này nó sẽ có thêm nữa nè. Đây bỏ trứng vô đây đi, được thêm mấy cái alpha nữa đó. Elemental, ủa quên 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 lộn lộn element, mình phải làm cái bộ bên đây. Làm được thêm 4 cái nữa. Các bạn kêu mình là bắt cái con Arifin thì cái con đó nó đẻ trứng Elemental không, nhưng mà mình thấy vô lý lắm, cái con Arifin mà tại sao lại đẻ trứng? Arifin thường nó đẻ con mà. Có cái con là giống như Maroraptor mà điện nè, độc nè, lửa với lại băng, là mấy con đó thì đẻ trứng thì mình còn tin, chứ Arifin thì mình không tin đâu. Arifin trừ khi là các bạn giết nó cho mình cái bạn long á, long của 4 hệ. Chứ làm sao mà có thể mà bắt cái viên nó đẻ trứng được, quá là vô lý luôn. Gì ta? Rồi thêm một vấn đề nữa, đó là các bạn dặn mình là xây thêm vài cái máy phát điện nữa để cho nó kích hoạt cái máy scan dino này. Rồi mình cũng đã làm sẵn tầm 5 cái gì đó, 5 6 cái máy phát điện sẵn rồi. Bây giờ check lại cái scan thử coi. Bây giờ mình đủ rồi nè, vừa xem được thông tin level các kiểu luôn, vừa biết tọa độ ở đâu luôn nè. Nhưng mà mình không biết cái remote nha, cái này nó có remote start nè, remote map nè, nhưng mà mình không biết mấy cái này làm sao để biết cái đó nằm ở đâu ta. Remote cái này là đặt bom, còn cái remote nào giúp các bạn xem vị trí thú ta?
phải cái mod nào. Mình nghĩ chắc là không phải đâu. Email. Mấy cái này giúp mà phân loại là thôi à. Cái remote nào giúp mà có thể xem được tọa độ mà không cần phải về nhà ta. Mình không biết chế mấy cái remote nó để biết vị trí, nhưng mà đi kiếm mấy cái con elemental, mấy con kia để bắt thì được á. Mình có thể làm được trong tập này. Ý nhưng mà quên, tranh thủ chút nữa mình đi bắt thú thì mình nên làm mấy cái trụ summon boss để tạo ra mấy con combi luôn. Đâu rồi boss, để mình làm mấy cái trụ boss này đi. Đây, một cái là hack mod nè, cái là bình thường, cái này là boss summoner god mod luôn. Nhưng mà mấy cái này chắc là mình phải đi xa xa ra tí cho nó an toàn, không ở khu nhà mình là banh xác. Và mình sa mạc đi, mạc mình thấy ở bên đó summer support ok á. Đây chỗ này gọi boss được nè, không có nhiều thú dữ luôn. À đúng rồi, nhưng mà mình giới thiệu các bạn một cái con Indo mình hôm bữa mình up trứng á, nhưng mà mình chưa lấy ra test. Đây nè, để mình gọi mình test cho các bạn coi luôn nè. Con Indo rồi, đây nè. Con này sau khi mình... Ây da, kéo gì đấy. Ủa kìa, con pha led, trời ơi, con này. Đây nè, cái con Indo này các bạn biết nó mạnh cỡ nào không? 50.000 dam. Nè, check cho các bạn coi. 50.000% dam với lại 300 triệu máu là nó kẹp chay. Mình kẹp cho các bạn coi nè, các bạn nghĩ bao nhiêu? 3.8 triệu nha các bạn, 3.8 triệu lần đây. Rồi con tăng hình nè, tăng hình kẹp là chắc tăng hình là 38 triệu thôi chưa. Cái con này sau khi mình up lên mà có in-win đầy đủ, nó mạnh gấp 2, gấp 3 lần luôn các bạn ơi. Ghê vậy. Còn biết qua bị nhiều thế. Có nên đặt cái trụ support em trời, để chắc đi ra xa lần tí quá trời, đi một tí là có cái bom liền rồi. Ủa không ổn, chỗ này không được rồi, có nào an toàn hơn tí không, để ra đây toàn mấy con đi qua nó chạy nó vồ mình không à. Nhưng mà cái khu sa mạc đấy nó không có rộng như khu sa mạc ở bên map đất nó rộng nhờ. Kệ bà mày chơi luôn. Rồi một cái hai rồi đó, ba cái trụ. Con không biết con combi nó nằm trong cái cục nào trời. Cái này là summon boss. Ôi cái con Hierophant này thì thôi bỏ đi, cái con nó mạnh như chó. Takta. Cái này hình như là để triệu hồ ra luôn, để đánh luôn nè. Còn cái con combi đâu nhờ? Mythical, Bigfoot, Botero là con gì lại vậy? Titan God, Graboid Queen. Combi đâu? Hình như là cái này các bạn ơi. Nó có hai loại lợn cơ. Cái con này, cái con Pego Resin này thì cũng là tiến hóa từ từ lên nè. Rockwell, Summoner Order, Combi.
Đây nè, combi nè, 100 cái Dino Blood. Ok, để mình về nhà cái. Đặt cái bàn tay le ở ngay đây đi. Đó, chỗ triệu hồi boss. Ở ngay cái bên đây. Yeah. Về mình lấy đồ cái đã. 100 Dino Blood với lại 100 Dream Blood. Dream Loot đâu ta? Đây. Dino Blood. Rồi, ok. Cái đó nhẹ. Cái con kia nó giúp kích đẻ trứng kìa, nó chạy nhau rồi phải tèo kìa. Ok nhó. Rồi, cái con bên này thì nó chần 100 cái Dino Blood thôi, ok. Con này là 100 Dream Blood. Dream Blood đâu? Đây. Mình làm mình xin một lần hai con luôn. Yeah. Về nhà mình nuôi. Hồi nữa mình còn chế nhiều mấy con đó, các bạn yên tâm. Ít là chế tạm thời hai con chứ thôi. Hồi nữa mình sẽ chế nhiều để mình còn gom bọn nó lại nữa chứ. Chị hỏi đây luôn đi. Ở đâu rồi? Zombie. Đây, một con, hai con. Đó, hai con. Ôi, cái con này mới mặc định nó là đã level 210 rồi. Đó, bỏ thịt đuôi vô cho nó chế mấy cái này các bạn ơi. Để nó cần mấy cái fuel này là rim loot với lại rim gì đó, remodiat boss. Ấy chà, con này coi, nó cần alpha kippo rồi. Ok, mấy cái này kiếm dễ. Cái con tắc ta bên kia dễ làm hơn các bạn ơi. Đâu rồi, thật đùi đâu rồi. Đây. Thật đùi. Sáu trăm giây mới được một cục. Ui giời ơi, nó nhiều. Nó nhiều vãi chưởng. Rồi, trong thời gian để tôi nói xong bên đó thì mình sẽ đi bắt thêm cái con Elemental để lấy con nào đi bắt dễ cho. Thì mấy cái con đó nó khá là mỏng. Mình nghĩ là mình đi con đồng đi, chủ yếu là bắt bay nhanh để mà qua kiếm được nó thôi. Mở máu đi. Đi. Tên. Mình không biết là mấy cái con đó nó nên bắt con hệ này. Hình như là cái con hệ, nói chung là bốn hệ electronic nè, ice, cao tích với lại lửa đó, là hình như là bốn con đều có thể để trứng elemental được phải. Nhưng mà giờ quan trọng là làm sao kiếm được mấy con đó nè. Mấy con đó nó cũng hiếm vãi chưởng ra. Ui, con Griffin kìa, hình như là live Griffin đó. Nhưng mà để từ từ mình bắt đi, mình phải tập trung chuyên môn đi kiếm mấy con đó kìa đó. Ở đây nè, đây, có một con lửa các bạn ơi. Con lửa hả? Để mình xem tát đó coi. Một trăm mấy cao tô bồ lận. Một trăm mấy cái cao tô bồ.
Mình nghĩ là phải dùng cái cung này thôi các bạn ơi, dùng cái cung cung này để bắn xỉa bọn này thôi, tốn hơi tốn cung tí á. Ý cái gì đây, baby alpha enforcer luôn kìa, what, có con baby, có cái con enforcer cũng có baby luôn à. Rồi đáng yêu vãi nồ, các bạn thấy con baby luôn nè. Ây da baby nè, baby nè, một giả. Ôi trời, Blackbird ngàn mấy, Metal ngàn mấy, holy trời ơi nó đã tuyệt vời, ăn đi. Đó một bé đầu tiên, cái gì đấy. Về nè, cho nó về chuồng Apex đi, con này con phè mà lè luôn, khá ngon. Mình phải xài cung kia thôi chứ cái cung thường bắn nó có lên tôi bờ, nó có bé tí từ ti à, không bắt được đâu. Ý đây một con nữa, thông tin mình thử cho các bạn coi nè, ví dụ như cái con này 30k tôi bờ thì mình bắn coi bao lâu nó mới lên tôi bờ. Ý, một lần 5 5 một lần 5k cũng hơi lâu ấy. Đấy, cái con này nó tấn công chớp nhoáng lận, thành ra là phải là bắn bắn liền, bắn cho nó xỉu liền luôn. Cái cung này lợi hại lắm nha. Ý ở đây ấy băng nè, ui ui hụt, nhưng mà cái này trúng nè. Ôi mất một cái cung rồi, cung người. Ấy cái này bắn xong lùm lại được nha. Ấy à, lùm lại được, lùm lại được, lùm lại được. Rồi hai bé về đi, cho nó về chuồng Apex. Đâu rồi con lửa ở đây đâu rồi ta. Ơi con gì? Hello my friend. Ủa nhưng mà cái con này phôi dần. Bye 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 bye. Mày qua đây, mày qua đây, mày qua đây. Ây da, 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 nó chết rồi. Có gì để bắn, con này nó cay thật. Mày, mày không xỉu đâu con mày. Cái con Acha này là đẻ được trứng Elemental ngon rồi các bạn. Mình phá cái con này cực kỳ luôn, con này cưỡi được luôn. Cái con Poison này là ở bên map Paradox rồi, cái con này là để giết nó lấy mấy cái linh hồn Poison. Úi gì đây. Ô con Rimmer liếm cánh cục, cánh cục hả. Vậy từ cho nó về nhà đi, mình lấy cái con báo duyên độc dược ra xịt cho cái con này xỉu. Đâu rồi chùm ngủ độc kè đâu rồi, bắt bắt con này đi, con này mang về nhà chân chơi nè. Đó xỉu chưa, rồi ôi cái con này nó khè có một tí là xỉu liền rồi, bá quá trưởng. À, cái con này ăn rim mà. Con này tên là Karuru gì đó. Kai Kairuku. Cái khu này nhiều mấy con Acho này ghê nhờ. Mới đi đó lại thấy thêm con nữa nè. Ấy hình như mình mất 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 bài đến cái tên rồi, đi nhặt lại coi, tên nó uổng lắm à. Cái tên này là phải các bạn phải giết cái con boss gì ở map Paradox mới có được cái cung này. Oh, Super Poison
Rồi nó về cho mấy cái bọn. Ui, cái con này nó còn chưa phát triển nữa, hết cỡ nữa. Con này mới là Juven thôi. Ngựa này hình như là ngựa Malin thì phải. Malin các bạn ơi. Con nó ăn special kibble, mình thì mình chưa chế được cái special kibble rồi. Khu nước băng thường thường nó hay có cái con đây, 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 đây. Con ai cho này bên nước băng nhiều nhiều lắm. Đáp xuống, đáp xuống cù. Này đáp xuống đây. Dừng lại, dừng lại rồi. Hey. Ai ạ? What the fuck? Quánh cái đống băng luôn à, vãi cả nồi. Mình có cái khiên bảo vệ mà. Đâu rồi? Chó này. Ơ quánh xong chạy kìa. Chạy mất chạy mất chạy. Thằng này được. Chơi nó quánh mà xong nó chạy kìa. Mày. Mày hết thương ba má rồi con. Rồi xỉu. Ui. Nó khè nó băng được cái cả con rồng của mình luôn kìa. Kiên đấy, mày kiên đấy. Nhưng mà mày chết rồi con. Mày thuộc quyền sở hữu của tao. Thôi, được đưa nó về. Ơ mình dùng cái con rồng này mình khè nhẹ qua được các bạn ơi, không cần phải đứng kiểu mà chung cung đâu, mình khè sơ qua là được rồi. Có con Griffin nè. Griffin này thì lại ăn Elemental Advent luôn mới ghê chứ. Advent là cao cấp hơn cái bình thường kia. Đó, mình xin cho nó nhẹ một cái thôi rồi mình né qua cái lời con này xíu. Ôi, vậy là farm trứng Elemental này cũng dễ mà đâu có khó đâu. Ba con nữa về. Đơn giản. Apex Daiwoop. Ôi lần đầu tiên mình thấy con Apex Daiwoop luôn á trời. Cái con gấu kia nhìn màu lại là lạ mà quen quen nha. Cái con màu đó giống như màu Celestial vậy. Celestial nó cũng màu xanh xanh mà nó ánh ra cái ánh bạc. Nhìn là con Celestial thật á. Đang ngó cái lại coi. Mà tại sao ở đây? Nó là Celestial thật các bạn ơi, level 145. Xong. Vậy là mình bắt được đủ 8 con và bằng 8 cái bộ luôn rồi các bạn ơi. Xong rồi, khỏe rồi. Bây giờ đi rảo vòng vòng. Ôi. Cái cảnh này giống như cảnh phim Kẻ Băng Hà vậy. Một cái con bé này là con của cái ông voi bố đó. Nó đặt tên là Quả Đào. Xem coi bây giờ còn thứ gì để bắt nó. Ôi, có mấy con. Mấy con nó nhiều, ở bên nước băng này nhiều lắm. Con Griffin này thì mình chưa bắt được nha, cho nên là tạm thời là bỏ qua đi. Mình nghĩ là mình nên kiếm cái thứ gì đó chạm chán cái nhẹ coi. Đi vòng vòng kiếm boss đánh chơi các bạn ơi, bữa giờ không có boss đánh chán quá.
đây cũng có review Indo này. À đây 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 đây. Ý. Làm nhẹ cái con gấu Origin nhé các bạn. Ôi, chúng ta đại chiến với con này thôi. Cho con này về đi. Cho con này về nhà đi rồi chúng ta đánh Origin đúng không? Con nào thì giờ đang đem to nhất hình như là cái con cá sấu chúa tể đầm lầy. Đây. Chúa tể đầm lầy của mình thì thôi rồi, nó cắn mấy con này thì không là nghĩa lý gì hết trơn á. À, nhưng mà hồi nữa mình sẽ triệu hồi lại cái con rùa cho các bạn nhé. Cái con rùa lần trước bắt có level 15 mà các bạn kêu tèo quá. Anh ơi, anh xâm lại con mới đi để mà bắt. Đây. Vô, bước vô. Ôi, con mình cắn 40 triệu đam, con mình chết rồi. Ôi, game là dễ. Gì đây? Ok kìa. Đó, đúng là không giỡn được với mấy con Enforcer Eternal được, hình như nó phản đam hay sao á. Sao mà mình chết được, trời, vô lý thật sự. Mình cứ tưởng cái con gấu trắng nó tán mình chết chứ, không phải nồi, nhưng mà không phải con Enforcer. Cha nó cay thật. Gọi nó về đi, gọi con đầm lầy. Đang đi quấn boss ngon lành. Ấy. Được đồ nè các bạn, được đồ Origin nè, được hai món vàng luôn, một cái giày với một cái nón. Ok. Mình nghĩ là mình nên mặc cái nón này vô đi. Cái nón tech nhìn nó ngu người quá. Cái nón tech nhìn nó vướng víu khó chịu lắm. Rồi, qua thăm cái chuồng. Ê, trong thời gian chờ đợi mấy con này mình không biết là nó có giữ level khi mà mình cộng không ta, để chút mình thử coi, mình test một con combi đầu tiên đi. Mình cần có mod gom đồ mà mình quên, chỉ cần bấm vô đây xong bấm gom Eternal Alpha Kibble. Eternal Alpha. Đây nè, có. Rồi, gom đồ là được. Easy. Chủ yếu là làm mấy cái lọ bên kia để mà cho tụi nó đẻ trứng Elemental cơ. Làm thêm chục cái đi. Rồi thêm kéo nữa. Ui. Rồi mấy kéo này để chuyển giới tính. Check coi. Nó. Thêm được trứng nào đâu. Thêm được một trứng alpha. Vô bên cái bàn này coi. Cho các bạn coi thử cái bàn này coi. Nó đẻ được thêm bao nhiêu trứng không. Ôi 7 trứng. Hồi nãy lúc mình đi mình có 3 trứng đúng không. Bây giờ lên được 7 trứng rồi nè. Vậy là trong cái mấy cái cục này mình bỏ ở đây là nó cũng giúp mình đẻ trứng nhanh hơn á. Mình không biết mình chỉnh cái gì nữa nhưng mà nó có đẻ trứng nhanh hơn. Rồi. Mấy cái máu Blood này quan trọng nè. Sau này cái máu này giúp các bạn có thể chế được viên đạn Origin á. Bắn mấy cái con turbo cao chỉ cần một hit là nó xỉu à. Hơi bị đỉnh luôn. Rồi. Bây giờ nâng con này trước đi xong mà tiến hóa cái này nè. Mình nghĩ là nó sẽ giữ level lại á, các bạn tin không? Rồi, vào kinh nghiệm rồi. Đây. Mình thử nuốt cho con này coi nha các bạn. Con nó giữ lại kinh nghiệm được bao nhiêu.
để đàm. Hình như là mấy cái series trước mình chơi, mình tiêu hóa con này lên là mỗi lần tiêu hóa nó sẽ lùi lại các bạn một cấp. Đó, thí dụ mình chỉ cộng cần mình không cần level quá cao đâu. Bình thường giờ được rồi, tầm 700 mấy cấp thôi, mình có thể tiến hóa lên cho nâng cấp con này lên được tầm hơn level 1000 thôi, nhưng mà thôi không thích. 700 mấy là được rồi, bây giờ đợi thêm cái cục này là xong. Đây là Ethanol rồi nè. Ờ đâu rồi cái kiếp bồ đâu rồi. Đây. Đủ rồi đó. Rồi, lên thôi. Các bạn tiêu hóa xong nhớ lấy hết đồ ra nha, chứ không thôi là bị mất á. Từ cái con combi bé tí mà chuẩn bị tiêu hóa lên nè. Tiêu hóa lên hình như là Raptor thì phải. Chụp cho nó tấm hình đi. Slow-mo 0.1 cho mình chụp cho nó tấm hình lại. À, ok. Làm nhẹ tấm hình thôi. Rồi, lên con. Ấy. Úi giời ơi, đó. Úi. Nó giữ level đúng luôn, không bị giảm các bạn ơi. 774 nè. Nó ngon. Được đấy. Bây giờ cần bao nhiêu cục nữa đi? Nó cần 10 cục này mớ kia với lại một cái summoning regen. Summoning regen hình như là các bạn phải đánh boss ở trong cái chủ nó mới cho các bạn cục đó. Một lần các bạn giết một con này nó cho các bạn 10 cục. Bây giờ chế cái bình chuyển đổi giới tính cho mấy cái con a cho kia mới được. Mình chuyển cho nó sang mấy con nữ. Rồi mình bắn rồi nó thu quả cầu. Xong mình bỏ vô cái máy này nè. Trong bọn này nó đẻ trứng trong đây. Đỡ phải đỡ phải để xa nhà. Mình không biết là cái con này nó có tác dụng kích thích đẻ trứng nhanh hơn hay là bỏ trong cái máy này nhanh hơn nữa. Đấy, các bạn nào có thể làm thí nghiệm không, chứ là mình không biết đâu nha. Này nó hơi khó đối với mình. 7 bình chắc đủ rồi đó. Hồi nãy bắt con kia là có một con cái mà. Đây cái bầy à. Nè tụi nó đẻ trứng nè các bạn thấy không. Úi giời ơi. Có trứng elemental liền. Con này con cái đúng không? Hey. Rồi, con cá thì vô trứng. Mà lè. Ủa. Đứa nào mà lè là vô đi hết. Mà lè nè. Thằng này là phe mà lè. Thì mà lè thì cho thành mà lè luôn. Vô. Vô có trứng nè, có trứng elemental là hợp lý. Phe mà lè đâu rồi, vô đây liền. Ấy ok rồi đó. Cái tụ bên đây thì sao, tụ này chắc để vậy đi. Mấy cái con elemental fire này thuộc mất Eternal rồi, cái con đó nó không có để trứng elemental được.
Trứng cho bột mì nè. Đó, mình thử bỏ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cái con Acho này vô đây coi nó đẻ trứng nhanh hơn hay không nhá. Raptor. Ôi dè. Cho mày lên đi. Nâng level cho mày. Ui, chỉ số máu đam các bạn thấy nó nhảy ghê chứ. Con này nó cưỡi yên con gì vậy? Không biết cưỡi yên thường không ta hay là nó cưỡi yên gì đó xịn hơn. Hồi chưa gì mày đã thấy 10.000 đam rồi đó. 10.000% đam. Lên thử coi. Ui dồi, chạy nhanh phết. Mình cần hai cái chỗ quan trọng, chỉ cần là máu với lại đam hả? Còn lại mấy cái quay stamina quay các kiểu thôi, không sao, cái đó không cần thiết lắm. Chắc là mình tiêu hóa con rắp, con combi này lên từ từ lên trước nhờ. Còn cái con này chắc để sau đi. Con đó nó cần nhiều thứ mà tốn kém hơn nữa. Mình test đam con này coi. Mình kẹp bao nhiêu đây? 76 à, 76.000 đam mà ở đây có 16.100 đam, nhưng mà 8 lần nữa có 76 đam mà hơi tèo tí thôi. Con này chưa mắc binh. Còn non lắm. Mày còn non lắm con à. Cho nó vô nhà luôn. Ở đây luôn. Cho bọn này vào đây đi. Được, có tàu phản là được rồi nha. Ý, con này mình ride được nè. Ok, mình ride đi, sau đó mình bé tí luôn. Phải nồi. Ảo phải nồi. Bây giờ làm gì ta? Chịu hồi boss rồi nè. Đi bắt xong mấy con elemental rồi nè. Để mình coi bây giờ nên làm cái gì ta. Đồ thì để lung tung loạn vãi, nhiều đồ quá. Tiền thôi, cứ tạm thời tập này làm vậy đi chứ các bạn ơi. Bây giờ tại vì mình à đúng rồi, có con Space Panda này, bữa giờ mình đi farm đồ mình phải làm cái yên cho nó chứ. Con Space Panda này mình bắt bây giờ rồi mà chưa làm yên cho nó. Hồi trước mình thiếu cái crystal đúng không, cái con xà bà kè Panda đây nè, nó chế cho nó cái yên, test đam thử coi. Gốc tím một mơ nè. Con này nhìn heo heo, cứ nhìn giống cái con Fallen vậy đó. Con Demonic nhưng mà này là màu tím. Đâu rồi? Đây. Chuyển cấp cho mày luôn. Cho mày 3 bình là mày. Cho mày tha hồ quẩy luôn. Con này đi hàng mà đánh với mấy cái con mũi này kia đĩa sướng lắm, được dưng hai đam lên. Ui, con này phần trăm đam cao phết nè, hơn 10.000 rồi.
Ok, đem đi máu ổn nè. Rồi đi thử coi chúng ta mấy con này có kỹ năng đặc biệt gì không ta, cho nó ra ngoài đây nó ra đi, nó khám phá thế giới tí rồi. Ôi chạy luôn bể đá luôn, được quá ta. Skill C, C không có skill, ít không có. Ui, control là control, con này gọi được gấu ra luôn các bạn ơi. Oh my god. Qua đây hai bé. Đâu? Để mình thử cái con này coi. Tấn công. Tấn công đó. Ủa? Vô. Cắn coi. Cắn đi. Cắn hen. Làm gì vậy? Cắn đi chứ. Hình như con này hiền quá, nó không cắn hay sao các bạn ơi. Để đổi con, chỉ xem tiếng con khác dữ hơn. Hiểu như con này đi. Ôi, càng ngày càng gọi nhiều thứ quá trời. Cắn nó. Ui, cắn được 15-20 nghìn luôn. Ủa ơi, con bé con này hơi yếu nhờ. Giờ tới con này ra tay nè. Con đem nít thì bỏ đi, đánh không lại nó đâu. Cạp thường nha. 700.000 đam, ok. Rồi, chuột phải nè. Chuột phải cũng 700.000 đam luôn. Ôi, cái con này farm tháp. Farm trái cây được luôn. Được. Tôi đếm tí kìa, te vậy. Mày chuẩn bị vô đây. Tao farm thịt chứ. À, Nukadodo nè. Không. Nhà mình hết cái Mesaberry rồi, tranh thủ đi farm tí luôn. Chế cái Mesaberry rồi sau này còn chế cái lọ tại điểm nữa chứ. Chứ mà mình chưa kiếm được cái con Dreamer gì đó. Terry, cái con Dream Terry các bạn nói là tiêu hóa lên 2 vector, con nó farm kinh hồn lắm. Farm trái cây là cào lần mấy nghìn luôn. Mình cũng háo hức bắt nó ghê á, nhưng mà chưa tìm thấy. Con này có cái cộng harvester không? Harvest setting. Con này đi farm có hạt giống đồ đã phết nè, nhưng mà có mod eternal rồi cho nên là không phải lo trồng cây nữa, chứ mình cũng định trồng cây đó chứ, xây nhà kính các kiểu luôn. Nhưng mà mấy trái cây, mấy con kia nó gõ vô đá, gõ vô mấy cái cây này cũng có quá trời rồi, cho nên là không nhất thiết mình còn phải xây thêm cái nông trại nữa. Ui, đã quá. Tao được mấy nghìn vô đây, giờ nó mới sướng chứ. Thôi được rồi, đủ rồi đó, về thôi. Kết thúc cái tập này tại đây thôi. Dài lắm rồi. Mình cũng đuối quá. Mình nghĩ là tập này mình sẽ bắt dễ hơn 4 giờ, cho nên là các bạn xem thông cảm cho mình nha. Tại vì upload video hơi lâu á. Có thể là hơn 4 giờ nó mới video nó mới up. Rồi xong. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nha. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là
một đăng ký kênh nha các bạn. Mình sẽ cố gắng làm thêm clip trong dịp Tết này cho các bạn coi. Các bạn ở nhà chán không có gì làm thì cày clip cho mình nhé, vừa giúp mình tăng tương tác mà vừa để giải trí nữa. Không biết dạo này mình làm ngày hai tập cũng mệt đó, mình cũng xin định xin các bạn là nghỉ một vài ngày để nghỉ ngơi lấy sức lại, xong rồi chắc tầm sau Tết gì đi, sau Tết lúc đó rồi mình làm clip cho các bạn coi đi, chứ bây giờ chắc cũng 28, 29, 30 chắc cũng sắp cận giao thừa rồi, thành ra là nghỉ ngơi. Ôi, nghỉ ngơi đi chứ lo còn phải chăm lo cho gia đình nữa chứ các bạn. Cho nên là nếu mà mình không ra clip thì các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha. Tầm mình nghỉ ngơi tầm vài ngày đó cho nó khỏe rồi mình up clip lại cho các bạn coi. Còn nếu mà anh Phương có làm lại series ADK hay là chơi map mới thì có gì mình qua mình chơi với ảnh, nhưng mà mình vẫn sẽ quay với mà up cái series ADK này một mình này mình nha các bạn ơi. Còn chơi với anh Phương thì mình vẫn chơi với ảnh để mà ảnh có content, ảnh làm clip cho các bạn coi được. Vậy nha. Mình nói vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem nha. Bye bye nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.